Xin chào tất cả bạn, lại là Tử đây. Các bạn ơi, Tử và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về quả trứng với họa tiết thổ cẩm này nhé. Các bạn ơi, như vậy là Tử đã tô màu xong bức tranh về quả trứng được trang trí họa tiết thổ cẩm rồi đấy. Các bạn đừng quên nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo ở video sau nhé.